Rồi các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay anh Phi sẽ có một cái đơn hàng giao đi đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ anh Lĩnh sẽ khui cái hộp hàng này ra. Do anh Phi đang khui trên cái chỗ cái cửa đường ray cửa cho nên nó hơi xấu xí chút xíu. Nhưng mà ở phía ngoài thì nắng quá các bạn, ngoài nắng quá cho nên anh Phi sẽ làm phía trong này nhé. Đây là cái bộ pin nha, bộ pin này sẽ cho vào trong xe nha. Đây là pin rời và các bạn có thể thay pin thường vào cái ổ, gọi là cái ổ pin của nó cũng được. Và bây giờ thì anh Lĩnh đang lấy cục sạc ra để chút xíu nữa chúng ta sẽ hướng dẫn cái phần sạc cho khách nha. Cái đoạn clip này anh Phi sẽ up lên trên mạng, sau in YouTube xong rồi anh Phi sẽ kéo về link về cho chị Trang, khách hàng tên là Trang nha các bạn nhé. Chiếc xe này thì hiện nay giá của nó sẽ là 375.000 cộng với phí giao. Thì phí giao qua bên quận Nhất, phường Tân Định á, và đường Võ Thị Sáu trong vòng 30 phút á, là 29k. Thì chúng ta cứ cộng vô là nó sẽ ra giá tiền thôi. Rồi bây giờ thì anh Lĩnh sẽ mở cái hộp pin ra để anh Lĩnh cho pin vào trong cái xe ha. Rồi sau đó anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc sao. Và trước mắt là cho pin vào cái đã. Rồi còn bên này thì do khách yêu cầu gấp giao trong gói 30 phút cho nên bên này thì chị An đang bỏ pin vào tay điều khiển. Một chút xíu nữa khi mà chuyển xe đi á, thì anh Phi sẽ không cần lấy ra, tại vì giao qua đó chơi liền mà, cho nên là chúng ta sẽ không cần lấy pin ra. Chỉ cần khi mà chuyển hàng đi xa á, trong vòng 3 tới 5 ngày chúng ta mới lấy pin ra khỏi tay điều khiển. Còn nếu mà chuyển hàng đi ngay và có xuống dưới đó bé chơi ngay á, thì chúng ta sẽ không cần phải lấy pin ra khỏi tay điều khiển ha. Bây giờ thì anh Lĩnh sẽ lắp cái nắp pin lại và vặn ốc luôn đi, vặn ốc luôn. Anh Lĩnh sẽ đi kiếm con ốc của anh Lĩnh đâu mất rồi. Đấy, rồi, vặn ốc luôn để tránh cái tình trạng đó là khi mà mình chạy nhanh á, xe nó đụng vô trong cái thành hoặc là đụng vô trong cái tường á, nó bị văng cái nắp này ra ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở on lên để chơi nè. On 2, 3, on. Rồi, bây giờ anh Lĩnh điều khiển. Anh Lĩnh đi cứ điều khiển thoải mái nha, thổi theo lệnh của anh Phi. Tại vì anh Phi mà nói hồi anh Lĩnh điều khiển bị rối ha. Rồi, chạy tới nè, rồi, chạy lui. Rồi, kết hợp quẹo ha. Khi mà quẹo á, thì cái bánh nó sẽ nhúc nhích các bạn thấy không, do pin này chưa có đủ cho nên đó là bây giờ chúng ta sẽ thay cái bộ pin thường vào để chúng ta thử nhé. Chúng ta thay bộ pin thường vào chúng ta thử, sau đó chúng ta sẽ sạc cái bộ pin này sao ha. Anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc sao nè, anh Phi sẽ chứng minh cho các bạn thấy nó tiện dụng như thế nào. Và bây giờ thì anh Phi lấy pin sạc ra, anh Phi cho một cái bộ pin thường vào đấy, bộ pin thường, hoàn toàn là một bộ pin thường vào, thấy không? Khi các bạn có lỡ làm mất pin sạc thì vẫn chơi bình thường, hoặc là các bạn chơi đã pin sạc hết rồi, bây giờ các bạn không muốn sạc, các bạn muốn chơi nữa thì cứ ghé tiệm điện mua một bộ pin thường bỏ vô chơi cho tới khi hết. Và buổi chiều khi mà chúng ta ăn cơm hay là chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta sạc lại ha. Rồi bây giờ thì anh Lĩnh sẽ điều khiển cho các bạn xem nha. Đấy, thấy không? Đó, nó chạy nhanh hơn rồi, thấy không? Rồi, quẹo trái, quẹo phải đi. Đó, bánh quẹo các bạn thấy không? Đó, quẹo ha, lấy góc lái được rồi đó các bạn. Rồi, xong ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đóng hàng lại ha. Rồi, đóng cửa, mở cửa là đóng cửa là cái nút ở giữa nha. Cái nút ở giữa, đó, Lĩnh đang mở cửa, đóng cửa. Và khi cửa đóng thì các bạn thao tác thoải mái nha. Nhưng mà khi cửa mở là không có dùng tay đẩy nữa nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đóng hàng trở lại đi. Rồi, anh Phi sẽ hướng dẫn khách cái cách sạc sao ha. Không, để luôn xuống về bé nó chơi. Rồi, sau bộ pin sạc kia thì đóng lại theo ha. Bỏ bịch đi, bỏ một cái bịch bóp chung với lại cái cục sạc luôn. Lấy cái bịch bóp bỏ chung cái cục sạc. Rồi về tới dưới thì chơi, khi chơi hết cái bộ pin trong này rồi chị Trang sẽ sạc lại cho bé sau ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng hàng lại để đặt đơn hàng 30 phút đi quận Nhất nhé. Rồi bye bye các bạn. Và các bạn có nhu cầu thì liên lạc Zalo và điện thoại của anh Phi với chị Thư nha, 0907902742, 0907509342. Hoặc các bạn xem ở cuối cái clip này anh Phi có để lại nha. Tắt off nó cái đã. Rồi xong. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.